Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngọc Trong Tim Show. Và hôm nay sau một đợt lưu diễn dài tại đất nước Hoa Kỳ xinh đẹp thì Thanh Hằng, Thanh Hà đã trở về Việt Nam. Và hôm nay thì hai chị em đã thay mặt cho những ân nhân đến để trao quà cho những gia đình khó khăn mà quý vị ân nhân đã gửi tặng cho những gương mặt, những gia đình khó khăn của nhóm Ngọc Trong Tim. Và xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Thanh Hằng, Thanh Hà đến thăm một người, một hoàn cảnh gia đình rất là đặc biệt, phải không Thanh Hà? Tức là một gia đình có đến 4 người khuyết tật. 4 người khuyết tật đó quý vị. Một cái đoạn con đường bê tông này đến có một cái đường cua là cái nhà cái bà ở ngay rìa đường đấy luôn. Có 3 cái nhà thấp thấp ở ngay rìa đường. Cứ thẳng cái đường này nhá. Đến bao giờ có qua cái ruộng cánh đồng xong có con đường cua vạo lại như này cái là đến luôn nhà bà ấy luôn. Xin chào quý vị khán giả của nhóm Ngọc Trong Tim. Hôm nay thì Thanh Hằng, Thanh Hà sau một hồi hỏi thăm thì đã tìm được vào đến của nhà chị Tần, Thị Tần, và đã gặp gỡ gia đình chị. Và bây giờ Thanh Hằng, Thanh Hà xin giới thiệu với quý vị một nhân vật của nhóm Ngọc Trong Tim. Gia đình chị rất là khó khăn. Khi mà Thanh Hằng, Thanh Hà vào thì cảm thấy rất là thương. Và quý vị khán giả sẽ được nghe chị kể về cái hoàn cảnh của chị sau đây. Chị ơi, chị có thể giới thiệu tên của chị và kể về cái hoàn cảnh của chị, gia đình chị như thế nào, có bao nhiêu người con, như thế nào để cho quý vị khán giả được biết. Đầu tiên thì chị chào khán giả của nhóm Ngọc Trong Tim. Xin chào tất cả quý khán giả nhóm Ngọc Trong Tim. Xin, tôi là Trần Thị Tần ở Sơn Đồng, Ngọc Thanh, thị xã Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thế thì tôi, gia đình nhà tôi là cũng bị khó, gặp khó khăn. Thì là tôi là có mẹ chồng hơn 90 tuổi lòa, con trai tôi hơn 30 tuổi liệt. Lòa là không thấy đường đấy phải không? Nó không trông thấy gì nữa. Con dâu thì đi chân bị hỏng một bên chân phải, bên tay chả phải thì đi khèo. Hai đứa cháu thì một cháu Nguyễn Thị Hà My là cháu lớn đấy, là học năm 1, nhưng mà cháu cũng có bệnh, nhiều bệnh, mẹ cứ mỗi tháng chảy máu mũi một lần. Thì là thường thường là vẫn đi ra chữa, thì giờ hiện lại là các bác sĩ đốt cho cháu thì là cháu giờ nó đỡ. Nhưng thì còn cháu trai thì là cháu được bình thường. Thì là còn gia đình tôi cũng khó khăn, thì là cũng được Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Yên và tỉnh Vĩnh Phúc và ngành tài chính đấy đã cũng sửa trang lại cho được cái mái nhà và cái nền từ năm tháng 8 năm 2015. Đến bây giờ là gia đình cũng được gọi là được nhờ trên là được mái nhà nó không bị dột nát như xưa. Thì gia đình tôi cũng biết là được như vậy. Chị lấy chồng về đây bao nhiêu lâu rồi? Tôi lấy chồng về đây là từ năm 80, rằm tháng 2 năm 80. Suốt đó là bị gia đình hoàn cảnh chồng bị bệnh suy tim. Thì suốt mà sinh ra đứa con thì này con cũng lại bị liệt ngay từ 3 tuổi. Khuyết tật từ này. Cháu Nguyễn Văn Trung là cháu bị từ lúc 3 tuổi là cháu bị không đặt, khuyết tật là đặt ngang nằm ngang, đặt ngửa nằm ngửa mãi, trong chữa mãi thì giờ cháu bò lê bò na được. Cháu cũng lại hé môi đấy, cũng được nhà nước lại vá cả cho cháu được cái môi rồi. Thế là cháu bây giờ nói giờ hiện tại là cháu nó cứ nê na thế thôi, mà cháu cũng vừa dở nữa, nó không được thành nặng như bình thường như các con của người khác. Thì gia đình là chồng cũng bệnh tim suốt, thì là chồng vắng đi rồi thì còn một mình bị gánh nặng trong gia đình. Anh mất bao lâu rồi chị? Anh ấy mất mùng 1 tháng 12 năm 2010. Thì anh ấy mất. Vâng. Thì là anh ấy bị mất rồi. Còn trước kia là cứ suốt ngày chỉ ở ngoài bệnh tim, suy tim. Vâng, và thưa quý vị, và vừa rồi thì Thanh Hằng, Thanh Hà đã nói chuyện giới thiệu với quý vị khán giả về nhân vật chị Trần Thị Tần. Và sau một cuộc nói chuyện thì Thanh Hằng, Thanh Hà đã thấy con dâu của chị. Và hôm nay thì nhìn gia đình rất là thương, thì cháu có thể cho biết là cháu tên gì? Tên Hà Thị Thiết ạ. Hà Thị Thiết, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu ngoài hơn 40 rồi ạ. Ngoài hơn 40. Vâng. Vậy
Cháu có mấy đứa con? Cháu được hai đứa con ạ. Hai đứa con, vậy dì vào đây dì thấy chân tay cháu không được mạnh khỏe thì cháu bị làm sao? Chân tay cháu yếu, cháu không làm được ạ. Không làm được. Vâng. Thì phải nhờ vào mẹ chồng nuôi hết. Vâng, cháu nhờ hết mẹ chồng cháu. Cháu có thương mẹ không? Cháu có. Có thương mẹ. Làm sao mà cháu quen được anh Trung chồng cháu? Cháu vào đây cháu chơi nhà bà của một dì Tho cháu đấy. Cháu thì... anh Trung cháu thương. Vâng. Thì cháu về làm dâu mẹ Tần của cháu. Vâng, đấy cháu có thế thôi ạ. Thì cuộc sống của cháu đi lại có khó khăn vất vả không? Khi cháu vất, không đi được mấy đâu, vất lắm. Cháu đi hay yếu hay ấy, chóng mặt này hay ngã lắm. Hay ngã lắm hả? Vâng. Thì bây giờ cháu có mong muốn là cháu được khỏe mạnh bình thường để chăm hai đứa con không? Cháu có. Cháu muốn chồng sắp và chồng con mới đấy rồi. Còn mẹ cháu thì yếu đuối thế, lúc ốm lúc đầu thì không có ai chồng sắp vào ạ. Thế còn tay này cháu có làm không? Vì thấy cái tay này một tay... Tay cháu không làm được ạ. Yếu. Tay này làm được mà. Tay trái cháu thì làm được tay ít. Tay trái thì làm được. Cháu có đi cấy được cho mẹ không? Cháu cấy được chậm lắm, cháu cấy ít thôi. Cháu lúc cháu lại mệt quá, cháu lại về ạ. Lại phải thuê người ạ. Cháu có nấu cơm được không? Cháu nấu được thì ít thôi. Cháu gây bếp củi đấy thì cháu nấu ít. Còn mọi việc ở nhà làm mẹ chồng cháu nấu. Vâng. Khi đưa con đi học là ai đưa? Cháu mới mẹ cháu. Hai mẹ con thay phiên nhau đưa đi học. Vâng. Cháu có đi được xe không? Cháu không, cháu không đi được. Cháu lại đi ra cháu đi nhờ xe mà. Đi nhờ xe xong rồi đi đón con. Vâng, đi đưa về hay là đưa lên lớp mà cháu phải đưa đi nhờ xe. Cháu có đi được xe đâu, tay cháu yếu cháu không dám cầm xe đi được. Cháu bảo các ông các bà bảo mua cái xe điện mà đi vào cháu không đi được ạ. Vâng, và quý vị khán giả thấy không, đây là con dâu của chị Tần. Tại vì không được mạnh khỏe và bé gọi Hằng bằng gì bởi vì gọi Hằng Hà bằng gì bởi vì Hằng gọi bằng chị Tần. Cũng có một gọi là bà con xa ha. Thì cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì Thanh Hằng, Thanh Hà đến thăm gia đình của chị và thăm cháu. Quý vị khán giả thấy cháu nói đấy, bằng tuổi của Thanh Hằng, Thanh Hà, cũng có thể là hơn đấy. Nhưng mà bạn cũng không được phát triển bình thường, chân tay thì không được khỏe mạnh. Và nhưng mà có một điều rất đặc biệt quý vị khán giả thấy trông, thấy không? Tại vì rất thương chồng, thương mẹ chồng cũng như thương các con. Các con đi học cũng, bạn cũng vẫn biết đưa, biết đón. Và khi mà nhắc đến chồng, đến mẹ chồng thì cô bé đã khóc, khóc rất ngon lành. Thì mọi người mới làm được việc chứ đúng không? Không có gì để khóc ấy. Dù sao thì mình... Kính thưa quý vị, đây là con trai của chị Tần cũng như là con dâu mà Thanh Hằng, Thanh Hà vừa mới giới thiệu với quý vị khán giả. Đây là Trung, năm nay Trung 36 tuổi phải không con? Trung 36 tuổi, còn đây là vợ của Trung. Thì vừa nãy Thuyết có kể đó là Thuyết rất thương chồng, rất thương Trung cũng như thương chị Tần cũng như hai đứa con. Và mặc dù như vậy nhưng quý vị khán giả thấy không? Tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác cũng như là giàu nghèo hay là như thế nào, mà vợ chồng Trung đã sống hạnh phúc với nhau và có hai đứa con. Vậy Thanh Hằng, Thanh Hà rất là mong quý vị khán giả đang xem được, nếu xem được chương trình này, giúp đỡ cho gia đình của Trung cũng như gia đình của chị Tần mà Thanh Hằng, Thanh Hà vừa giới thiệu với quý vị khán giả, và để mong cho gia đình của họ có những bữa cơm ngon hơn, có rau, có thịt, có cá để cho các cháu lớn lên bằng bạn, bằng bè được đi học. Và như Thanh Hằng có nói đấy, gia đình một người khuyết tật đã khó khăn và khổ rồi. Thì gia đình của chị Tần cũng đã không được khỏe mạnh, cộng thêm hai đứa con và một người mẹ cũng không thấy đường, một người mẹ chồng không thấy đường bao nhiêu năm nay. Một đôi vai nhỏ bé của chị Tần đã phải lo lắng trên đôi vai bé nhỏ của chị suốt bao mấy chục năm qua, từ khi chị về đây làm dâu. Và Thanh Hằng cảm thấy rất là
thương cảm cho gia đình của chị và mong muốn quý vị khán giả thương và giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn, những con người khuyết tật để họ được ấm lòng hơn khi mà quý vị, khi mà bên cạnh họ luôn có quý vị khán giả cũng như những tấm lòng mà quý vị khán giả đốt giúp đỡ cho họ. Xin cảm ơn quý vị. Thế còn này, là chị có mấy đứa con ạ? Tôi có ba thì mất tai nạn, mất một, còn hai thì một cháu lấy chồng, còn một cháu hiện tại giờ là thằng Què, là cháu Trung, Nguyễn Văn Trung. Con cháu là khuyết tật. Cháu Nguyễn Thị Thúy thì cháu lên lấy chồng, còn Nguyễn Thị Thúy cháu tai nạn từ năm 2004. Bây giờ là trụ cột chính gia đình này, là tôi. Chị đi làm gì? Tôi chỉ có làm đồng, tôi chả đồng là đi làm ruộng. Đi làm ruộng. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì khi Thanh Hằng, Thanh Hà đến thăm chị thì có mang món quà của những ân nhân của Ngọc Trong Tim đến cho chị. Đó là một món quà của anh Hải ở Charlotte và một món quà của cô Rạng. Và đã gửi cho cô và anh Hải đã nói với Thanh Hằng rằng số tiền thì mang về chia cho những người nghèo, thì Thanh Hằng mang một số tiền nhỏ về chia bớt cho gia đình của chị. Và còn một, đây là món quà của anh, của cô Rạng cũng như anh Hải ở Charlotte gửi cho chị để mong chị giúp đỡ chị một phần nào khó khăn trong gia đình và giúp cho chị lấy lại cái tinh thần cũng như sức khỏe. Thì em rất là mong rằng chị nhận món quà này và cảm ơn cô Rạng, cảm ơn anh Hải. Cô Dạng và anh Hải đã có tấm lòng chia sẻ với gia đình tôi chút quà. Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Dạng và của anh Hải ở Charlotte. Tôi xin cảm ơn.